đã chọn con để kế tục ta. Con sói nhà tôi nó vừa cầm vừa điếc, thầy thử cho cảm thử một tháng thôi. Kể từ bữa nay con qua nhà thầy Quỳnh ráng phụ việc với thầy Quỳnh nghe không? Tôi giới thiệu với mối ông thầy này bị bệnh hay lắm, mới về ở rồi. Gì nè? Không có gì đâu mà. Em biết, nếu bây giờ em phản ánh thì đầu của em, đầu của ba em sẽ nằm trong cái sọt này. Sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ thầy, nhưng con không phải là người mà thầy cần giết. Có lộc ăn, có lộc ăn. Mà đâu phải thịt người đâu mà quý quá vậy.